Ok, chào mừng mọi người đã đến với channel của Dập Gen. Đây sẽ là cái tập cuối cùng rồi, mình nghĩ là vậy. Tập cuối cùng của cái game Metro Last Light. Phần Metro Exodus là phần 3 trong cái chuỗi game này đã ra mắt rồi đấy. Nhưng mà mình muốn cầu toàn một tí, mình quyết định là sẽ đợi cái bản Việt hóa. Trong lúc này mọi người có thể ủng hộ team Việt hóa bằng cách là vào đúng cái đường link mình chia sẻ phía dưới cái video này này. Để vào đúng diễn đàn của người ta. Nếu có lòng thì có thể donate cho team một chút để anh em có động lực làm thêm các cái sản phẩm sau này. Ok, chúng ta sẽ giải cứu D6 trước cái bè lũ quân Hồng Tuyến. Xem sẽ có chuyện gì xảy ra nào. Những người anh em đừng có căng thẳng quá. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, bởi vì có tôi ở đây. Tôi là chiến binh Atrom quả cảm. Ai giả, ông Uman vẫn ở đây. Rồi, giờ làm sao đây? Ê, ô mẹ, tôi là người quan trọng, tôi phải lên trên chứ. Đi đâu này? Ê, hình như không phải đi đâu đâu. Ồ, rê đùa cối xe gió, đây là bão tuyết, tình hình rất cấp bách, bọn chúng quá đông. Ôi rồi, vậy là bọn nó đang đến đây rất là gần rồi, kia chắc là đơn vị tiền tuyến phía ngoài. Một phiên đã không nói dối, quân Hồng Tuyến đang tiến công. Rồi, âm thanh rồi cái kiểu đứng một mình nói thế này. Đây là gọi là cái trường đoạn diễn thuyết trong các phim điện ảnh. Trước cái trận chiến cuối cùng luôn luôn có một cái đoạn nói chuyện như thế này. Nhiều lúc mình cũng chả hiểu người ta nói gì đâu, nhưng mà sau đó kiểu gì là anh em cũng hò reo như này. À đấy, Sparta, Sparta. Diệp Gen, ê ở đây đổi súng này. À, nhưng mà ba con súng này thì cũng hoàn hảo lắm rồi. Có vấn đề gì đâu ta. Mình cũng nâng cấp ok hết rồi. Ống ngắm đêm này. Nhưng mà ống này lại bắn xa nhất. Rồi súng như thế đi. Shotgun là phải dùng. AK-47 là không bao giờ mình bỏ qua. Nòng giảm thanh, giảm sát thương, chỗ này thì cần đeo lén lút nữa đúng không? Tăng sát thương lên. Bỏ ra cho nó mạnh. Ông ngắm, ông ngắm nhìn đêm, mình nghĩ không cần nhìn đêm đâu. Rồi, mình để ông ngắm này đi. Trận chiến này là giáp lá cà là chính. Ơ thế không có ông nào cho đạn à? Hay đây. Ồ, ui rồi, đầy luôn. Mẹ đạn bi cũng có. Phi tiêu rồi cung tên các kiểu có hết. Ơ, ở đây cũng có này. Thế thì để đây làm gì nhỉ? Ôi cái gì đấy? Chặn mẹ đường luôn rồi. Ui, cổng lại đi rào bằng que gỗ thế này thì ăn thua gì. Mặt đất có vẻ rung chuyển ha. Ui cái gì đấy? Bật đèn, bật đèn, bật đèn. Đố có được bật đèn không? Lùi lại thí đi mọi người. Mình thấy có gì đó đéo lành. Bọn nó sẽ đập vào đây hả? Ui, ui, xe toàn thuốc nổ thôi. Quản mẹ nó. Ui, vãi cướp. Có sao không giết được thằng kia nhỉ? Ê, mình đang dùng đạn tiền nè, mẹ đéo giàu thế, đéo chơi đạn tiền đâu. U thằng này gần đấy. Ui, bom. Đi, có bắn cả tên lửa hơn nữa. Ui dồi, anh em toi hết rồi. Đúng rồi đấy, cứu tôi cái, cho tôi ra khỏi đây cái. Để ông kia yểm trợ đi. Ui, ông Khan này chỉ là một gọi là người bình thường thôi mà. Chiến đấu anh dũng quá nhờ. Shit. Uman hãy cứu tôi đi. Vẫn lại nhìn mặt ông mạng Uman đầy máu mà thương quá.
Đưa đừng chết nhá. Trời ơi. Cái đéo gì nữa. Vũ khí đâu, vũ khí đâu. Đi mẹ chúng mày nhảy qua đây. Úi giời cái ông này. Chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. À thòm mất đi hả? Tội muốn nấp lên chứ. Bên này có ai nữa đây? Ơ bắn đéo ai đấy, mọi người bị điên rồi. Ơ mẹ mày, mấy cái thằng lính dở hơi này. Đu mẹ. À có cái gì ấy. Ui đi mẹ cái đéo gì đây? Xe tăng mọi người ơi. Ui. What the fuck? Đéo ổn rồi. Xe này thì bắn rồi gì? Hình như cứ bắn vào xe thôi hả? Hạ đám tăng đó. Ok sẽ hạ tăng. Yes. Bắn vào cái chỗ ngồi súng. Bắn súng của nó rồi đấy mà. Vẫn không ăn thua. Đây có thuốc nổ kìa. Hay quá. Hình như đáp được tới đó đấy. Xe tăng. Xe tăng. Còn mẹ này xe tăng này. Hay là phải hạ cái thằng ngồi trên cái nóc bắn đấy nhỉ. Úi dồi giật quá. Nó bắn giáp thật đấy. Giết cái thằng này đã. Mấy cái thằng này làm cho đồng đội không bắn được. Cái thằng ngồi trên ụ súng kia. Dis. Dùng thế. Trúng vào đấy. Trúng vào đấy. À Thom không làm nổi đâu á hả? Sao không tin tôi? Lò đạn tiếp sau, tiếp theo sẽ trôn sống chúng ta. Khẩn trương lên. Mẹ, ngoài cách bắn từ hướng này thì còn cách nào nữa? Hết đường rồi, chỉ có ngồi đây và bắn thôi. Làm gì còn cách nào nữa? Khó thế nhở? Hết mẹ đạn rồi. What the fuck? Đeo mẹ khó thế nhở? Quẩn mẹ này. Quay lại đây nào. Giờ phải làm nào, giờ phải làm nào. Chắc phải tập trung bắn cái thằng trên này. Đợi nó lò mặt ta nào. Hạ đám tăng đó trước khi chúng tiêu diệt quân ta. Đéo trúng nhỉ. Úi dồi ôi, rụng quá. Ta có bánh xe có cái đỏ đỏ này. Nóng quá. Đéo ăn thua. Đang thay đạn đấy. Ủa cái này nghi quá nhỉ. Yes. Thôi, phải giết cái bọn con này đã nhỉ. Giết mấy cái thằng con này đi. Mẹ bực rồi đấy. Ê nhìn cái kia đỏ ngứa mắt lắm nhá. Ê bắn vào đấy hình như là có cái tóe đỏ lên. Vậy là chuẩn rồi đấy. Ừ đúng rồi nhở. Bắn vào bánh xe đi.
Ê, đúng rồi đấy, bắn vào bánh xe. Mà không biết là có phải bắn trúng vào cái thanh ngang hay không, nhưng mà cứ ngắm vào bánh xe đi. Đạn lạc đâu thì lạc. Ê, mình hạ được cái bánh một bánh của nó rồi, còn bánh sau nữa. Thay đạn đã. Nó không di chuyển nữa rồi đúng không? Thế thì bắn vào cái khoang ngồi của nó. Ok, xong rồi. Cái gì ấy? Ô, đoạn nó không dịch à? Lỗi game à? Đại tá, ngài bị thương ngoài vùng giao tranh và được đưa tới điểm sơ tán. À, người bị thương đã được đưa đi. Tốt lắm. Toàn những chiến binh lão làng đang ở đây. Có cả ông Khan nữa. Kinh thật, ông này mẹ à, đóng vai trò cao á. Giờ làm gì ở đây? Đụt mẹ, chúng nó lại ồ vào à. Ghi chú này. Ghi chú 1, ghi chú 2. Cái gì đấy? Sóng thần à hay cái gì đấy? Ê, đéo dùng shotgun nữa, chơi súng máy đi. Sấy. Ít con mẹ, đã quá. Ui, quá là đã luôn, đạn vô hạn ạ. Đéo phải di chuyển đâu, cứ lia thôi. Đáp quả bom nổ. Nổ chưa? Chưa nổ, thằng này vẫn còn sống. Đây là đồng đội à? Ô, đồng đội bất tử không? Tại sao mỗi mình được ưu tiên được sử dụng cái khẩu súng nó ngầu lói thế này? Hay quá. Đâu bọn nào nữa? Ui, có xe chiến xạ, không phải, bọn nó có cái giáp bắn vào cái đầu. Cái chết mẹ hết đạn rồi. Súng này cũng chỉ được dùng tương đây thôi không ạ? Chết rồi. Khẩu shotgun rồi, lấy lại thôi. Thằng này bắn vào cái bình sau lưng nó ấy. Hoặc đáp pháo sang. Đáp pháo vào giữa chúng nó luôn. Bắn vào cái góc sau lưng nó. Bắn vào sau lưng nó. Nóng lắm rồi. Nóng lắm rồi. Bắn vào cái van kia kìa. Bắn vào cái van. Nóng rồi. Màu đỏ rồi. Nó sẽ phải nổ thôi. Bắn vào bình xăng này. Chết cụ mấy con. Quá ngu ngốc. Lại ảo lên. Toàn bộ công trình đã được chôn thuốc nổ. Chính tôi đã hạ lệnh khi còn ở Bolis. Bây giờ khi ta đã mất đi Six, lựa chọn duy nhất của chúng ta là phá hủy nó. Ok, coi như giờ mất rồi đi. Hủy đi thôi. Tính cả chúng tôi nữa, có cái quái gì đâu. Chẳng ai sống được mãi cả. Đúng rồi, quả là hy sinh cũng được. Chúng nó chiếm không được. Chỉ có cách duy nhất, phá hủy. Ui, what the hell? Đã nguyên cái tàu nó phi vào luôn.
Bom này kia là kích hoạt bom này. Chỉ có bọn Sparta sắp chết thôi. Tôi cảm thấy mình khá giống Success. À, nó nói ví von đây mà. Mình là quân Sparta đúng không? Nó là Success, có nghĩa là vua chúa của bên Ba Tư. Cái trong sử sách ngày xưa đó là tốn quá nhiều quân chỉ cho vài trăm người lính Sparta, thế nên là nó đang ví nó là cái Success. Ôi, ông Miller cụt chân rồi, nó nói đảo chưa? Phần còn lại của ông Atom đến lúc rồi đấy. Còn đây là ai đấy nhỉ? À, anh bạn trẻ tháo vát. Nói tôi nghe xem, Atom, vị cứu tinh của Metro. Anh định đi đâu thế? Ta định vặn thuốc nổ. Mày chết đi con chó. Oh shit. Nổ rồi. Ui, nhạc hay quá. Đừng sợ, giờ thì không còn gì phải sợ nữa rồi. Ui, bu mẹ thè luôn. Mình nổi da gà luôn ấy. Cảm giác ớn ớn gáy với cả. Ui, hai tay nổi hết da gà lên các bạn này. Ui. Âm nhạc cảm xúc. Một cái kết hoàn hảo luôn. Ui, dù dòng tốt, tất cả quân Sparta phải chết. Những người lính anh dũng. Ủa, chết thế này thì làm gì còn Exodus nữa ta? Hay Exodus lại tiếp nối cái good ending, có nghĩa là không chết ta? Chả hiểu nữa. Thế là nổ hết rồi. Và cha của con đã đánh bại kẻ thù để cứu Metro như thế đấy. Ô, mình có con này. Cha có dũng cảm không hả mẹ? Người dũng cảm nhất trong tất cả chúng ta. Cha con chưa từng sợ hãi khi phải đối diện với những thứ mà ông ấy chưa hiểu rõ. Hắc thể đã đi đâu hả mẹ? Họ đã đi xa, tới một nơi an toàn, nhưng họ đã hứa sẽ còn quay trở lại. Ủa, trong cái hầm đấy cũng bị banh sát rồi thì... À, hay là thằng bé này nó lén nó đi, nó cứu gia đình nó thôi. Nó cứu chủng tộc của nó thôi. Mọi người có thể bình luận ở phía dưới để mình biết được cái kết khác nó như thế nào nhá. Còn mình thấy cái kết này tương đối là ấm lòng rồi đấy. Được nhìn thẳng vào gương mặt của mẹ Atom và nghe câu giờ không còn gì phải sợ nữa rồi ấy. Đó là cái mà Atom muốn được có, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, đúng không? Đúng câu đấy luôn. Ủa, đến bây giờ vẫn chưa hết cái nổi da gà. Tay mẹ, da gà da vịt nổi hết cả lên. Thề luôn là chưa, lâu lắm rồi chưa chơi được một cái game nó xử thi như thế này. Epic, quá là epic. Tự nhiên muốn vả vào mặt mình một cái. Bởi vì 10 năm qua chưa từng thử qua cái tựa game Metro nào. Ok, đặc biệt cảm ơn 4A Games đã làm ra cái game này. Cảm ơn đội Việt hóa để giúp mình tiếp cận được đến với một cái sản phẩm mà nó này FPS sâu lắng. Thường thường khi mà nói đến FPS người ta hay nghĩ đến những game bắn súng máu lửa đúng không? Nhưng mà game này có nhiều khoảng lặng thật đấy. Nó hùng tráng một cách riêng. Như Crysis 2 thì âm nhạc của ông cái gì nhỉ? Cái ông nhà soạn nhạc thì nổi tiếng Hans Zimmer à? Ừ, ông ấy làm cho cái game đấy nó mang tầm sử thi một kiểu. Nhịp độ nó hùng hồn một tí. Còn cái này nó làm cho mình cảm xúc vỡ hòa luôn á. Cũng không biết tả sao, mình cũng không giỏi văn lắm. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào những series game sắp tới mình sẽ chơi. Bao giờ có Exodus Việt hóa thì mọi người có thể nhắc mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng sẽ được chia sẻ và like video. Mọi người có thể comment bình luận ở dưới về những cái kết khác của game này để cho mình biết nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào những video khác.